Chào các bạn, chào các em thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 25, năng lượng và công suất điện. Chúng ta quan sát hình bên làm cái bảng ghi một số nội dung trong hóa đơn tính tiền điện của công ty điện lực. Ở đây có thuế giá trị gia tăng là 10%, lấy số mới trừ số cũ ra được 272. Còn giá tiền sẽ tính như thế này: nếu chúng ta trong 272 á, thì 50 ký đầu thì tính 1.500, còn nếu mà 50 ký tiếp theo là tính 1.600, 100 ký tiếp theo là tính 1.800 và 72 ký tiếp theo là tính 2.300. Cách tính của công ty điện lực như thế này á, nó nhằm mục đích là khuyến khích chúng ta sẽ sử dụng điện năng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Tại vì khi mà chúng ta vượt quá số ký, ví dụ vượt quá 100 thì những số ký tiếp theo chúng ta tính tới 1.800. Còn nếu mà chúng ta dùng vượt quá 200 ký thì những số ký mà vượt quá 200 chúng ta tính được 2.300. Do vậy đây cũng là một cách để mà khuyến khích cho người dân sử dụng điện năng một cách tiết kiệm và có hiệu quả. Một, năng lượng điện. Trước tiên các em nhớ, ở trong bài học trước chúng ta đã học về giữa hai cực của nguồn điện á, thì có một cái hiệu điện thế, đúng không nào? Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế. Và hiệu điện thế này gọi là hiệu điện thế mặt ngoài nha. Nguồn điện có số động E và điện tử trong R. Thì giữa hai cực của nguồn điện này có một hiệu điện thế. Khi chúng ta nối hai cực của nguồn điện qua một cái mạch tiêu thụ điện. Mạch tiêu thụ điện này mình có thể hiểu rằng nó là một cái máy, một cái động cơ, bóng đèn, vân vân. Dưới tác dụng của lực điện do sự chênh lệch về điện thế hai cực này này, nó tạo ra một cái sự dịch chuyển có hướng của các điện tích. Cụ thể trong dây dẫn kim loại là các electron sẽ dịch chuyển có hướng nha các em nha. Nó tạo thành dòng điện. Khi mà các electron nó dịch chuyển á thì chắc chắn nó phải có năng lượng, đúng không các em? Thì năng lượng này gọi là năng lượng của các điện tích, hay còn nói cách khác là năng lượng của dòng điện. Vậy năng lượng điện ở đây là năng lượng của dòng điện, vì dòng điện có khả năng thực hiện công cho cái máy này. Các em cứ hiểu giống như là một cái ống dẫn nước. Trong ống dẫn nước đó có một cái tuabin. Tuabin này nó quay á. Tuabin mà quay á, thì lúc này á, là cơ năng sẽ chuyển hóa thành điện năng thông qua máy phát điện. Thì dòng nước sẽ chảy, hay là dòng hơi nước sẽ chảy làm cho quay tuabin. Vậy là dòng nước nó mang năng lượng, vì thế nó chuyển thành năng lượng dưới dạng là cơ năng, và nó xoay làm cho cái nam châm nó sẽ có từ trường biến thiên qua cuộn dây và làm cho xuất hiện dòng điện cảm ứng. Đây chính là nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều mà hiện tại là ở các nhà máy thủy điện cũng như là các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động đó các em. Đấy. Như vậy là dòng nước nó mang năng lượng. Như vậy là dòng electron dịch chuyển cũng mang năng lượng. Và cái dòng electron này sẽ thực hiện công lên những thiết bị điện. Như vậy năng lượng điện ở đây chính là năng lượng của dòng điện, hay là công của dòng điện. Các em nhớ nha. Về công của dòng điện được tính như thế nào? Chúng ta sẽ có công của dòng điện hay là năng lượng dòng điện được tính bằng A thì sẽ bằng Q nhân cho U ngoài. Nhớ là U ngoài là U hai đầu của cái nguồn điện nha. Bằng khi mà xuất hiện dòng điện trong mạch rồi đó, trong một thời gian T, thì lúc này ở bài học trước các em đã học về cường độ dòng điện Y á, thì nó bằng gì? Bằng Q chia T. Như vậy Q nó sẽ bằng Y nhân T. Chỗ này mình sẽ viết thành U nhân cho Y và nhân cho T. Đây chính là năng lượng điện ha, hay năng lượng của dòng điện. Chứ nào? Vậy A là cái gì? A chính là số đo điện năng mà cái mạch này đã tiêu thụ. Chính là số đo điện năng mà cái mạch này tiêu thụ nha. Do cái dòng điện này nó chuyển hóa thành năng lượng cho cái máy này, làm cho cái máy này hoạt động. Hoặc là năng lượng của dòng nước nó chuyển thành năng lượng cho tuabin và làm cho tuabin nó quay và nó phát ra điện. Đấy. Vậy là A này chính là số đo năng lượng mà cái đoạn mạch nó tiêu thụ ha, từ nguồn điện, và được gọi là năng lượng tiêu thụ. Nghe các em nha. A này người ta gọi là năng lượng tiêu thụ. Năng lượng tiêu thụ. Chờ, thì nó chính là bằng công của dòng điện. Công của dòng điện. Chờ, hay năng lượng của dòng điện đó các em. Vậy năng lượng tiêu thụ của đoạn mạch nó sẽ bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển các điện tích.
Năng lượng tiêu thụ của động mạch đó đúng bằng công của lực điện thực hiện làm dịch chuyển cái điện tích này. Lực điện đã làm cho cái điện tích này dịch chuyển thành dòng, chính là bằng năng lượng tiêu thụ của động mạch luôn. Lưu ý ở đây là gì? Khi mà gọi là số đo năng lượng tiêu thụ rồi, thì khi mà thời gian càng lâu, nghĩa là thời gian nó càng lớn đó, thì dẫn đến là cái số đo này nó càng lớn, đúng không? Thì cái năng lượng tiêu thụ nó sẽ càng nhiều. Như vậy là năng lượng tiêu thụ này nó tỷ lệ với cái gì các em? Cái thời gian nha. Nghĩa là thời gian nó càng lâu đi thì lúc này cái năng lượng tiêu thụ của động mạch nó sẽ càng lớn, vì thế nó sẽ càng tốn điện năng nha. Thực tế A này được gọi là điện năng luôn đó các em, còn gọi A còn gọi là điện năng tiêu thụ, gọi là điện năng tiêu thụ của động mạch đấy. Điện năng tiêu thụ của động mạch, của máy, của bóng đèn, của nồi cơm điện, vân vân. Các em lưu ý, đây là công này, gọi là công của dòng điện hay là số đo điện năng tiêu thụ. Nó khác với công của lực lạ. Các em học ở bài trước là công của lực lạ. Nha. Thì nó sẽ bằng là V là điện lượng nhân sản xuất điện động của nguồn điện. Đây gọi là công của lực lạ, nó khác nha. Đây là công của nguồn điện. Đây là công của nguồn điện, còn đây là công của dòng điện. Đấy. Đây gọi là công của nguồn điện. Rồi. Vậy đơn vị của A sẽ như thế nào? Thì nó là năng lượng rồi, thì đơn vị của nó phải là joule thôi. Đơn vị nó là joule. Còn U đơn vị là volt, như các em đã biết, I là ampe và T là giây nha. Do đó đây là đơn vị là joule, năng lượng. Khi mà dòng điện nó chạy trong mạch á, thì nó gây ra những tác dụng khác nhau như tác dụng từ, tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, vân vân. Khi đó có sự chuyển hóa năng lượng điện tiêu thụ của động mạch thành các dạng năng lượng khác. Cụ thể, năng lượng tiêu thụ của động mạch có thể chuyển thành các dạng năng lượng khác như là cơ năng, làm cho bánh xe nó quay từ cái pin nó trong đây này. Cơ năng. Dòng điện đi qua đây á, thì năng lượng tiêu thụ ở đây chính là bằng nhiệt năng. Chủ yếu là nhiệt năng, chuyển hóa thành nhiệt năng. Bóng đèn sợi đốt á, thì hầu hết là sợi đốt thì nó có sợi dây tóc trong đây, chủ yếu là nhiệt năng thôi. Nóng lên đến nhiệt độ cao phát ra ánh sáng. Còn đối với trường hợp bóng đèn LED là cơ chế phát sáng theo theo bức xạ, theo phát ra dòng ánh sáng. Cái này là ánh sáng. Có nghĩa là nó có một cái diode ha. Diode phát quang. Trường hợp này á, nó chủ yếu là nó là phát sáng, nó không phải là dựa vào tác dụng nhiệt giống như bên này nha các em, nên nó ít tiêu thụ điện năng hơn so với cái này. Câu hỏi số 1 là năng lượng điện tiêu thụ trong cái dụng cụ thiết bị dùng ở hình 25.1 chuyển hóa thành dạng năng lượng nào là nhiều nhất? Thì như khi đã nói rồi, xe đạp điện á, chủ yếu là cơ năng, như là quạt điện cũng là cơ năng, còn nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bàn là nhiệt năng, dây tóc bóng đèn dây tóc cũng là nhiệt năng, còn đèn led là quang năng. Hãy chứng minh rằng nếu động mạch chỉ có điện trở R, động mạch này thuần điện trở, thì nhiệt lượng động mạch này tỏ ra khi có dòng điện chạy qua được tính bằng công thức này. Thì rõ ràng nhiệt lượng tỏ ra thì các em thấy là năng lượng tiêu thụ này nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng nhiệt. Thì ở câu hỏi số 2, thì cái năng lượng tiêu thụ điện này chuyển hóa thành nhiệt là bằng Q. Mà cái năng lượng tiêu thụ Y thì bằng A thì bằng UIT, bằng U nhân Y và nhân T bằng. Theo định luật ôm các em đã học á, theo định luật ôm là Y bằng U chia R. U chia R. Như vậy mình ráp vào đây, mình có thể biến đổi thành Y thì bằng U chia R. U nhân U thành U bình, vậy ra là U bình trên R nhân thời gian T, hoặc bằng em có thể rút U ra bằng Y nhân R. U dưới này thay bằng Y nhân R, gặp Y nó thành Y bình nhân R nhân T. Đấy, đây chính là nhiệt lượng tỏ ra trên một cái điện trở, một cái mạch động mạch thuần điện trở, chỉ có điện trở thôi. Ngoài cái đơn vị joule thì người ta còn dùng cái đơn vị kilowatt nhân giờ để đo năng lượng
tiêu thụ, thì 1 kW nhân giờ thì bằng 3,6 ngàn kJ. Bây giờ mình sẽ chuyển đổi như sau, chúng ta sẽ chuyển đổi cái chỗ này một chút nha. Đây, chúng ta có là 1 kW, 1 kW nhân giờ, thì bây giờ mình sẽ đổi kW này sang W là 1000, 1 giờ là 3600 giây nha, 1 giờ là 60 phút, 1 phút là 60 giây, vậy là em đổi ra thành 3600 giây. Như vậy lúc này đơn vị của nó là W nhân giây, mà W nhân giây chính là Joule nha các em. Do đó mình sẽ viết thành gì, 3,6 triệu đó, thì mình viết 36 nhân 10 lũy thừa 3. Còn lại 3, còn lại 10 của 3 các em đưa về là kilojoule cũng được ha. Thế nào? Chỗ này mình viết thành là gì? 3,6 nhân 10 lũy thừa 6 joule đó. Cái ót nhân giây này chính là joule. Tại sao lại ót nhân giây lại joule là joule? Thì các em đã học ở trước bài về công suất rồi. Công suất thì bằng công B thì bằng A chia T. B là ót, A là joule và T là giây. Như vậy là ót nhân giây sẽ bằng joule. Đó nha. Rồi. Thì cái số đo, cái A này các em là số đo điện năng tiêu thụ của mạch điện á. Và số đo này được ghi nhận bởi một công tơ điện. Công tơ điện là người ta sẽ dùng để đếm cái điện năng tiêu thụ của động mạch. Đếm cái điện năng tiêu thụ của động mạch. Vậy là các em chú ý á, đối với công tơ điện á, là nó đo được số đo điện năng tiêu thụ của động mạch nha. Và lưu ý là công tơ điện. Nó đo cái gì? Đo cái lượng điện năng tiêu thụ của động mạch. Đo cái lượng điện năng tiêu thụ của động mạch. Và chú ý là 1 kW nhân giờ nó bằng một số của công tơ điện. Của công tơ điện, nhớ nha. 1 kW giờ thì bằng một số trên công tơ điện. Hai, chúng ta qua công suất điện. Thì công suất tiêu thụ điện năng á, được gọi tắt là, người ta gọi là tắt là công suất điện của một động mạch là năng lượng tiêu thụ, là năng lượng mà điện mà mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Giống như là công suất chính là tốc độ thực hiện công của nó vậy. Nha. Là năng lượng tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Năng lượng tiêu thụ trong một đơn vị thời gian thì gọi là công suất điện. Hai, là khoảng công suất điện. Công suất điện là năng lượng tiêu thụ, năng lượng tiêu thụ của động mạch á, trong một đơn vị thời gian, trong một đơn vị thời gian. Thì chúng ta có cái công thức công suất như sau. Công suất B thì bằng năng lượng tiêu thụ trên một đơn vị thời gian, A chia T. Mà A thì bằng U nhân Y nhân T và chia T. Như vậy mình sẽ có được U nhân Y. Hay theo định luật ôm thì Y thì bằng U chia R, thì em viết thành U bình trên R. Hay U thì bằng Y nhân R, thì em viết thành Y bình nhân R. Đây chính là công thức các em cần phải nhớ nha. Học phần điện mà không thể nào mà không biết công thức này. Xuất phát từ UI trước nha các em, rồi sau đó mình sẽ biến đổi thêm. Rồi, đó là công thức cần phải nắm trong phần công suất điện. Và đơn vị của nó cũng là W thôi, đơn vị là W. Chứng minh rằng 1 kWh bằng 3,6 ngàn kJ thì thầy đã chứng minh rồi, thầy không chứng minh lại nữa. Các em quan sát là công suất điện của một số thiết bị dùng điện nè. Đối với trường hợp đèn LED đó, thì công suất nó rất là nhỏ, khoảng 25W thôi, thì khả năng phát sáng của nó cũng tương đối tốt. Tủ lạnh công suất 100W cũng không nhiều lắm. Bóng đèn hình quang 36W cũng không nhiều lắm, không tốn điện lắm. Máy giặt các em thấy không, công suất nó 470W cũng khá tốn điện. Có nghĩa là những cái thiết bị nào mà công suất lớn á, thì các em phải chú ý nha, nó rất là hao điện đó. Tại vì nó, cái năng lượng tiêu thụ trong một đơn vị thời gian của nó sẽ lớn đó các em. Bóng đèn sợi đốt thì các em thấy rằng dây tóc 40W, tuy là nó cũng không có được cao lắm, nhưng mà cái độ sáng của nó không bằng bóng đèn LED đâu các em. Nếu mà cái độ sáng nó ngang bằng thì công suất nó sẽ rất là lớn. Những cái vũ trường hoặc là ngày xưa người ta dùng những cái bóng đèn nó rất là to,
Để mà độ sáng bằng bóng đèn led thì công suất nó rất là lớn nha, chứ không phải như đây đâu. Nếu mà như đây thì độ sáng nó mờ mờ thôi. Nồi cơm điện 600W cũng tương đối, đang là rất là hao điện không, 1 kW luôn. Quạt cây thì dưới dạng cơ thì cũng không hao điện lắm, 69 là TV cũng không hao, nhưng mà cái máy điều hòa rất là hao điện, các em hao nó gấp đôi cái bàn là luôn, có nghĩa là nó rất là tiêu thụ rất là nhiều năng lượng nha các em, năng lượng tiêu thụ trên một đơn vị thời gian rất là lớn luôn, rất là hao điện khi mà dùng máy điều hòa. Vậy là những cái gì mà dựa vào tác dụng nhiệt á, thì rất là hao điện, còn những dạng là cơ và phát sáng thì nó ít hao điện hơn. Do đó chúng ta cũng phải biết cách để chúng ta biết được cái thiết bị nào nó hao điện thì chúng ta cũng phải phòng tránh ha, để giảm cái số điện năng tiêu thụ. Nếu trên dụng cụ, hầu hết trên tất cả các dụng cụ hay thiết bị điện nó đều ghi một cái U và một cái B. Cái U này là cho biết hiệu điện thế định mức áp vào, và B chính là công suất định mức của nó. Nếu chúng ta áp vào hai đầu một cái thiết bị này một hiệu thế đúng bằng hiệu thế định mức thì nó hoạt động mới đúng bằng công suất định mức nha các em. Còn nếu mà dưới thì nó sẽ hoạt động dưới, còn nếu mà quá thì nó hoạt động trên thì nó sẽ bị hỏng. Do đó đều có định mức ở đây cả nha. Các em quan sát trên cái hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện ở đầu bài, tính tiền điện được tính cách lũy tiến, càng dùng nhiều điện á thì cái đơn giá trên 1 kWh sẽ càng tăng lên. Theo em cách tính này nhằm những mục đích gì? Như thể đã nói ở ban đầu rồi, mục đích đó là chúng ta biết rằng là nhằm mục đích là chúng ta khuyến khích những người sử dụng điện á, hay là người dân đó sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Tiết kiệm và hiệu quả, khi nào cần thì mới dùng, sử dụng tiết kiệm làm sao cho số điện chúng ta nó càng ít càng tốt, còn nếu nó vượt quá số nào đó thì hiển nhiên cái giá tiền nó sẽ bị tăng lên có thể gấp đôi. Tại sao thì các em cũng đã biết, đó là nguyên nhân chủ yếu là do tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, đúng không? Vì thế mà khi mà chúng ta khai thác á, thì ngày càng nó càng khan hiếm đi, vì thế mà cái nguyên liệu đầu vào nó sẽ cao, do đó giá thành nó phải là cao lên thì tiền điện nó phải tăng lên, là một, đúng không? Tại vì những cái nhà máy nhiệt điện bắt buộc phải có dầu khí hoặc than đá thôi thì nó mới quay tua bin được, tại vì dầu khí than đá đun sôi hơi nước và hơi nước nó đi vào những cái đường ống dẫn khí và làm quay cái tua bin, mà cái tua bin này nó quay á, thì nó sẽ gắn với 500, 500 nó sẽ quay theo làm cho từ trường nó biến thiên qua cái cuộn dây dẫn kín và làm xuất hiện dòng điện cảm ứng xe chiều. Ở đây các em đã học ở chương trình ở lớp 9 rồi nha, thầy nhắc lại một chút. Đó, thứ hai là gì? Là cái năng lượng với dạng năng lượng xanh, năng lượng sạch đó, năng lượng mà mặt trời như năng lượng gió vẫn chưa có khai thác một cách hiệu quả, chưa khai thác tối đa và cũng chưa đưa vào sử dụng nhiều. Do đó là gây ra khan hiếm điện hơn. Đó, đó. Vì lý do đó mà chúng ta phải sử dụng tiết kiệm điện nha, sử dụng tiết kiệm điện. Câu 2, các thông tin về bóng đèn sợi đốt, đèn led có cùng độ sáng, các em chú ý là với điều kiện đề bài là cùng độ sáng ha. Đối với đèn sợi đốt á, thì khi mà 100 năng lượng 100 J năng lượng điện thì chỉ có năng lượng có ích là cái 5% thôi, 5 J thôi. 5% thôi. Còn lại là nhiệt năng là dưới dạng tỏa ra, hao phí là 95% rồi. Còn đối với trường hợp là đèn led á, thì 100 năng lượng 100 J năng lượng điện thì nó chuyển hóa thành 80 J là năng lượng phát sáng rồi, còn chỉ có 2% là năng lượng nhiệt thôi. Do đó cái bóng đèn led đó, nó ít hao điện năng hơn so với bóng đèn dây tóc này, tại vì nó hao phí dạng nhiệt là 95%, còn năng lượng có ích chỉ có 5% thôi. Thời gian hoạt động của nó cũng ngắn, có 1.000 giờ, trong khi bóng đèn led có thể lên tới 30.000 giờ, nhưng mà giá thành của nó tới 48.000, giá thành bóng đèn dây tóc chỉ có 8.000 thôi. Giá tiền điện là cho 2.000 đồng trên 1 kWh. Bây giờ người ta giả sử trung bình mỗi bóng đèn sử dụng 5 giờ trong một ngày. Bây giờ mình hãy tính tiền điện phải trả cho từng bóng đèn mỗi tháng, và trong mỗi tháng ha, trong mỗi tháng trước đi, và trong 30.000 giờ. Từ đó các em lập luận để so sánh hiệu quả kinh tế sử dụng hai loại bóng đèn này. Tất nhiên nếu mình sử dụng bóng đèn này trong một tháng á, thì hiển nhiên là cái lợi ích cái kinh tế ở đây á, trong một tháng mình dùng thôi mình bỏ đi á, thì hiển nhiên là lợi ích kinh tế thì bóng đèn sợi đốt nó sẽ là ít tốn kém hơn. Thử nha, giờ trong một tháng này, trong một tháng trước nha. Đối với trong một tháng thầy sẽ xử lý là tính cái bóng đèn dây tóc trước nha. Đèn dây tóc, đèn sợi đốt. Rồi bây giờ thầy tính tiền nè, tiền trong một tháng á, là mình mua là 8.000. T1 đi. Thứ hai là tiền điện nè. Tiền điện thì tính như thế nào? Bây giờ mình tiền điện thì mình phải tính điện năng trước đi.
Điện năng sử dụng nó trong một tháng thì các em sẽ nói điện năng thì bằng bằng công suất nhân thời gian, UIT đó bằng B nhân T. Công suất của nó là 100W. Thầy đưa nó về kilowatt luôn nha, là 0.1 kilowatt. Thời gian là dùng trong 5 giờ một ngày. Như vậy là một tháng sẽ là 30 ngày. Vậy là 150 giờ. Như vậy mình tính ra được là bao nhiêu? Là 15 kilowatt giờ. Do đó tiền mà mình trả cho mình điện năng tiêu thụ là lấy 15 kWh giờ mình nhân cho giá tiền là 2.000 đồng một ký, như vậy sẽ được 30.000, được chưa? Như vậy dẫn đến là cái tiền tổng cộng ở đây á trong một tháng nha của điện sợi đốt thì tính ra được là bằng 30.000 mà thêm 8.000 nữa là 38.000 thôi, được chưa? 38.000 đồng. Rồi. Còn đối với trường hợp là dùng trong một tháng vốn điện này thì em thấy không? Chưa hết vốn điện là 48.000 rồi thì nó phải hơn cái này rồi, thì tất nhiên là nó sẽ không có lợi về kinh tế, nhưng mà mình sử dụng về lâu dài thì nó sẽ lợi hơn đấy. Đối với đèn LED. Đối với đèn LED thì chúng ta thấy rằng á, cái T1 mà mình mua á, trong một tháng á, là hết 48.000 rồi. Đúng không? Còn cái tiền điện năng mình sử dụng của nó là gì? B nhân T. Công suất của nó là 20W, em đổi về kilowatt là chia ngàn nha, 0.02. Nhân thời gian sử dụng một trong một tháng là 150 giờ. Đúng không? Vậy là thầy sẽ được là 3 kilowatt thôi. Đúng không? Chỗ này 150 nhân 2 là được 300, chia 100 được 3 kilowatt giờ. Như vậy thầy sẽ có được cái tiền T2 là cái tiền mà mình trả cho điện năng tiêu thụ á. Là mình lấy số kilowatt là 3 nhân cho 2 2.000 một ký thì bằng 6.000 đồng. Đúng không? Như vậy mình suy ra tổng tiền ở đây là T sẽ bằng là 6.000 cộng 48.000, vậy thì được là 54.000 đồng. Chưa? Hao hơn. Nhưng mà nếu mình sử dụng trong 30.000 giờ thì sao? Trong 30.000 giờ thì lúc này mình sẽ tính nha. Thầy tính sợi đốt trước ha, sợi đốt. Sợi đốt thì mình sẽ có tiền để mua bóng á. 1.000 giờ là trung bình 1.000 giờ, nhưng mà mình dùng 30.000 giờ, vậy là mình mua tới 30 bóng. Vậy mình có 30 bóng nhân cho 10 bóng là 8.000. Như vậy mình sẽ được 240.000. Thì ghi là 240k đi ha. Đó, 240.000. Tiếp theo là cái tiền T2 là cái tiền mà mình trả cho điện năng tiêu thụ. Tiền thì mình sẽ bằng, mình lấy cái A2 nhân T thôi, nhân cái giá tiền thôi. Thầy tính luôn nha. Tiền điện là gì? Lấy B là công suất là 0.1 kilowatt nhân 30.000 giờ. 30.000 giờ à, thì sẽ bằng bao nhiêu? Thì bằng 3.000 kilowatt giờ. Em ra được 3.000 kilowatt giờ rồi, đúng không? Rồi nhân giá tiền luôn nha, nhân giá tiền luôn, nhân cho 2.000, nhân 2.000, vậy là bằng 6 triệu. Đây, 6 triệu đồng. Như vậy mình tính được tổng tiền là 6 triệu 240 ngàn. Rồi đối với trường hợp đèn LED, thầy viết màu đỏ đi ha, đèn LED. Đối với đèn LED thì chúng ta có tiền để mua bóng á, chỉ có con bóng thôi là 48.000 thôi. Nhưng mà tiền trả cho điện năng sử dụng 30.000 giờ là T2 sẽ bằng 30.000 giờ, bóng này công suất là 0.02 kilowatt nhân 30.000 và nhân cái giá tiền là 2.000 luôn một ký luôn, thì ra được cái giá tiền luôn các em. Cái này 3 nhân 2 được 6 này. À, cái này kilowatt giờ 6, cái này mất vì 6 0.02 đánh bay 0.02 này nhân cho 30.000 nhân 2.000, vậy là được là 1.200.000, 1.2 triệu, đúng không?
2 triệu. Như vậy mình cộng vào mình sẽ ra được tiền mua bóng và tiền điện luôn là bằng 1.248.000 thôi, 1,248 triệu. Dạ, yeah, chi phí nó rất là thấp hơn rất là. Mẫu trên nhãn một cái ấm điện có ghi 220V 1000W, sử dụng ấm này để có hiệu điện thế là 200. Các em chú ý là sử dụng cái ấm này ở hiệu điện thế chỉ có 200V thôi nha. Đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 20 độ C, tính thời gian đun nước, biết hiệu suất ấm là 90%. Nhiệt công viên của ấm là nhiệt công viên của nước là 4190 joule trên kg nhân Kelvin. Coi như điện trở của ấm không thay đổi so với khi mà nó hoạt động ở nhiệt độ bình thường. Ở đây các em tính thời gian đun á, chúng ta sẽ tính đầu tiên là mình tính cái nhiệt lượng thu vào để cho nước nó sôi á. Nhiệt lượng cần để đun sôi nước á, 2 lít nước á, là bằng gì? Cái công thức các em đã học là nhiệt lượng thu vào của nước thì bằng M nhân C nhân ΔT. M là khối lượng của nước ha. 2 lít nước thì ứng với 2 kg. Như vậy M nó bằng 2. C là 4190, còn ΔT chính là lấy nhiệt độ sôi của nước trừ nhiệt độ ban đầu. Đây là sự thay đổi nhiệt độ của nó, ra được là 670.400 joule. Đây là cái nhiệt lượng cần cung cấp cho nước nó sôi. Như vậy là cái ấm đun nước á phải bằng nhiệt lượng này nếu hiệu suất 100%. Tuy nhiên cái bài này hiệu suất chỉ có 90% thôi, như vậy là cái nhiệt lượng cần cung cấp á nó phải lớn hơn. Nghĩa là các em sẽ áp dụng công thức là gì? À, cái hiệu suất á thì bằng A có ích chia A toàn phần. Hay là bằng quy thu chia cho quy tỏ. Quy tỏ là cái ấm nó tỏ ra còn cái nước nó thu vào. Như vậy các em rút cái quy tỏ ra thì bằng quy thu chia H. Đây quy thu chia H. Quy thu là cái nhiệt lượng thu vào của nước á. Các em tính ra được là 744.889 joule. Đây là nhiệt lượng cái bếp nó tỏ ra. Để cái bếp tỏ ra nhiệt lượng này thì các em phải viết cái công thức cái năng lượng điện tiêu thụ của mạch. À, bằng cách là chúng ta dùng công thức là B nhân T. Chú ý B này là gì? À, cái B này là cái công suất của ấm khi mà chúng hoạt động có hiệu điện thế 200V thôi nha. Còn nếu mà nó hoạt động đúng với hiệu thế 220V thì công suất là 100W rồi, thì rất là đơn giản. Thì các em chỉ cần lấy là A bằng B nhân T thôi. B này là ứng với B là 1000W, nhưng mà cái này là hiệu điện thế nó có 200V thôi. Như vậy các em phải dùng U bình trên R, trong đó R là cái điện trở của ấm. Các em dựa vào công thức này nè. Điện trở của ấm dựa vào U định mức bình phương chia cho B định mức, các em ra được cái điện trở của ấm. Sau đó các em dùng công thức là điện năng, năng lượng điện tiêu thụ ở động mạch á, thì bằng U bình này chính là hiệu thế đặt vào là 200V này, chia R nhân T. Đến đây em rút cái thời gian ra nha, thời gian sẽ bằng gì? A nhân R chia U bình. Mà A là điện năng mình tính rồi đây. Thay vào đây tính ra được như này. Nha. À, thì cái khúc này nó hơi phức tạp một chút, là mình phải tính R của cái ấm. Còn nếu mà cái bài này mà nó mắc vào hiệu thế 220V luôn đó, thì mình biết ngay là cái A lúc này nó bằng B nhân T luôn. B này là 1000W luôn nha. Nhưng mà do bài này nó có 200V thôi nên các em phải đưa nó về cái này. Tại vì nhiều lúc mình không để ý là mình áp dụng B nhân T là sai liền. Bằng 1 là 1000W là 1kW nhân T, rồi sau đó cho cái này nó bằng A, cái này rút T ra là sai. Tại vì cái này là B, này là B công suất định mức luôn. Chúng ta xét bài tập 1. Trên nhãn bóng đèn 1 có ghi 220V hay công suất 20W. Bóng đèn 2 là công suất 10W. Coi như điện trở bóng đèn không thay đổi. Tính năng lượng điện tiêu thụ một bóng đèn khi sử dụng ở hiệu thế 200V. Đấy, trong thời gian 2 giờ. Đó. Tính năng lượng điện đây, các em dùng công thức này em tính thôi ha, giống như trời thôi. Đầu tiên chúng ta tính R điện 1 trước, thay vì là R1 thì bằng U một bình, U định mức của điện 1 nha. U định mức bình phương trên cho B định mức 1 bằng 220 bình chia cho 20. Tiếp tục R của điện 2 là bằng 220 bình chia cho 10. Cái này là 200 chia cho 2420 ohm.
cái này gấp đôi lên là bằng 4840 ohm. Rồi. Mình có được cái R1 và R2 đó. Tiếp theo các em sẽ tính được cái gì? Tính được cái công suất và sẽ tính được điện năng. Bây giờ đầu tiên là chúng ta tính năng lượng điện tiêu thụ ở một bóng đèn trong thời gian 2 giờ. Thì thầy ghi là năng lượng điện 1 là thì A1 ha. Thì bằng U bình phương trên cho R1 nhân T. Rồi A2 thì bằng U bình phương trên R2 nhân T. Ráp vào. U này là có 200V thôi nha. Chia cho 24, 20. Thời gian là 2 giờ. Này sẽ là 200 bình. Chia cho 24, 20. Nhân 2. 6 như thế. Là 33. Cái này đây mình tính ra 33 ohm nhân giờ nha. Cái này bị chỗ này công suất mình để volt và ohm thì chỗ này là ohm nha các em. À, đây công suất ohm 33 sắp xỉ đi 33 ohm nhân giờ. Chỗ này sẽ là tương tự, chúng ta có 200 bình chia cho 4840 nhân 2. Mười sáu phẩy năm đi nhân giờ đấy. Câu B là tính tổng công suất tiêu thụ của cả hai bóng đèn trong những trường hợp sau: mắt song song và mắt nối tiếp. Tính tổng công suất mắt song song, mắt nối tiếp. Trước tiên chúng ta sẽ tính trường hợp mắt song song trước ha. Đèn 1 mắt song song với đèn 2. Như vậy thầy sẽ tính được cái gì? Nếu mắt song song thì rõ ràng là các em thấy rằng á, cái U chúng ta mắc vào là 200V, nó đúng bằng U đỉnh mức của hai đèn luôn nha. Như vậy là hai bóng đèn này hoạt động đúng công suất đỉnh mức. Như vậy chúng ta trong trường hợp này á, thì chúng ta có công suất của toàn mạch sẽ bằng công suất của đèn 1 cộng công suất đèn 2 luôn, bằng 30W luôn các em. Thì chúng hoạt động bình thường. Chắc chắn là với hiệu thế là 220V của mỗi bóng đèn, chúng ta chỉ được ghép song song vào đúng hiệu thế đến mức 220V thì chúng hoạt động bình thường. Còn nếu mà mình tại sao như vậy thì mình có thể tính ra cũng được ha. Các em có thể tính ra là bằng cách là chúng ta tính R tương đương ha. À, cách tính này. Tại sao có cái này thì mình có thể tính như sau. À, đối với trường hợp mắc mà mắc song song đó thì chúng ta có là Y á, thì bằng Y1 cộng Y2. Đúng không? Dòng chính á, nó qua dòng bằng Y1 cộng Y2. Rất là nhiều cách chứng minh nha. Ở đây thì chứng minh theo kiểu này cũng được. Mà U này bằng nhau. Mà U của mạch á, thì bằng U1 bằng U2. Như vậy chỗ này mình sẽ tương đương. Thầy sẽ đưa vào. Nhân U vào. Chúng ta có là Y nhân U bằng Y1 nhân U1 bằng cộng Y2 nhân U2. Tại vì U nó bằng nhau rồi thì mình nhân 2 với cho U. Mình sẽ có được tương đương B của mạch thì bằng B1 cộng B2 bằng 30W. Đây, đó là một cách ha. Bây giờ tiếp theo là đối với trường hợp R1 mà mắc nối tiếp với R2 thì mình sẽ tính như sau. Trước tiên các em tính R tương đương. Không, R tương đương. R1 cộng R2. Ở trên kia mình đã tính R1 và R2 rồi. Bây giờ mình ráp vào ha. R1 là bằng 2420 cộng cho R2 là 4840. Như vậy các em sẽ ra được bao nhiêu? Bằng 7260 ohm. Chà. Do mắt nối tiếp nên cái dòng điện sẽ đi qua các điện trở và cái bóng đèn đều như nhau. Để mình có được cái Y mạch chính á, thì bằng U chia R tương đương.
U ở đây là U mà mình áp vào là 220V, chia được tương đương là 7260. Lấy 220 chia cho 7260, kem ra được là 1/33A. Đó chính là dòng điện qua hai đèn. Lúc này khi mà dòng điện qua hai đèn rồi thì sẽ tạo ra công suất trên mỗi đèn. Công suất trên đèn 1 lúc này sẽ là B1 thì bằng I1 bình phương nhân R1. Thì lấy 1/33 bình phương nhân R1 là 2420, thì em ra được công suất bình phương nhân cho 2420 ra được là bằng 20/9 ohm nha các em, tương đương với là 2,2. Rồi các em viết vào là 20/9 ha, 20/9 ohm. Đó là nó nhỏ hơn công suất định mức rồi. B2 bằng I2 bình nhân R2. Nhớ là I1, I2 nó bằng I luôn nha. Tại mắc nối tiếp mà. Bằng 1/33 bình phương nhân cho 4840. Như vậy cái này gấp đôi lên thôi. 20/9 mà nhân 2 lên là 40/9. Đó. 40/9 nha. Có 4,4W thôi. Vậy trong trường hợp này các em thấy là nó nhỏ hơn công suất định mức luôn. Và là chúng ta dùng mắc cách nào nêu trên thì cả hai bóng đèn đều sáng bình thường. Thì chỉ có cách gì hả các em? Chỉ là cách một là cách mắc hai bóng đèn song song thôi. Còn nếu mà mắc hai bóng đèn nối tiếp thì không thể nào được. Ha. Còn nó sáng bình thường tại sao? Thì vì nó hoạt động đúng công suất định mức. Vì công suất tổng cộng chính là bằng 30W nên nó là bằng tổng công suất hai đèn và đúng bằng công suất định mức của mỗi đèn nên hai bóng đèn sáng bình thường. Nghe về, vậy là tổng công suất đó em. Còn trường hợp 2 là hai bóng đèn đều sáng yếu hơn bình thường hết luôn em. Nó đều sáng yếu hơn hết, hết B định mức 1 nhỏ hơn B định mức 2. Chỗ này là đấy. Câu số 2 là một câu áp dụng. Câu này tùy theo tình huống mà các em có thể làm được ha. Ở câu số 2 là cái câu đó là tùy theo tình huống cụ thể nào đó mà các em sẽ xem cái thiết bị các em đang dùng là các em đấu cho phù hợp nha. Mà các em chú ý đa số trong trường học cũng như trong gia đình thì các thiết bị điện đều ghép song song cái thiết bị lại để cho nó đúng bằng hiệu thế định mức của mỗi thiết bị đó thì nó hoạt động đúng công suất định mức chứ không có ghép nối tiếp nha. Đấy, chú ý cái trường hợp đó thôi. Bài này các em đã học được là năng lượng tiêu thụ của động mạch được tính bằng công thức này ha. Năng lượng tiêu thụ của động mạch bằng UIT. Thứ hai là đối với trường hợp động mạch mà chỉ có điện trở thuần thôi á thì nhiệt lượng tỏ ra trên động mạch á thì nó chính là bằng I bình phương RT, thêm luật Schwarzschild luôn, I bình phương RT. Ha. Nó đúng bằng cái chỗ UIT luôn này, theo luật ôm các em đưa nó về đây luôn. Thứ ba là công suất tiêu thụ năng lượng điện của động mạch là năng lượng điện mà cái động mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Công suất chính là năng lượng điện mà động mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Chúng ta lập tỷ số A chia T thôi để được UI. Đó, vậy là bài học này rất là nhẹ nhàng chứ không có gì khó khăn cả. Ngoài ra mình ôm lại một công thức tính cái công thức tính nhiệt lượng nước thu vào đó, Q bằng MC nhân cho delta T đó, các em cũng phải nhớ công thức này. Thứ hai là hiệu suất á, hiệu suất của bếp điện hoặc là hiệu suất của thiết bị điện á thì bằng gì? Bằng Q thu chia cho Q tỏ, hay là Q tỏ ra của cái ấm đun nước hoặc là của bếp điện, không qua nhân trăm phần trăm. Đây, hai công thức này các em nhớ nha. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Thầm mến cho các em.